Có thể không ai hỏi nhưng mà mình vẫn nói, trước khi có khái niệm trà xanh thì hồ ly tinh được dùng để ám chỉ những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, có khả năng dẫn dụ đàn ông và có sở thích chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu mà muốn ăn cơm không phải ăn thì không nên dây vào con hồ ly này nhé. Để mình giới thiệu cho các bạn một con hồ ly khác cũng có ma thuật hấp dẫn không thể chối từ mà chỉ khiến bạn sung sướng chứ không hề khiến bạn đau khổ, đến mình còn mê cơ mà. Đó chính là Ahri. Xin chào các bạn để series chơi cờ với nắng. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một trận đấu Ahri rất mãn nhãn để bổ sung vào series 5 tiền 3 sao chiêu chiêu của Nắng. Nói thật chưa, chả biết mở đầu như nào nên là mình cứ nói sầm sám linh tinh thế thôi. Các bạn cũng thừa biết sức mạnh của con hàng 5 tiền này khi mà nó lên 3 sao thì khủng khiếp thế nào rồi đấy. Chỉ là trận này khi mà chưa lên được hồ ly 9 đuôi 3 sao á, mình đã gặp ngay một quả Zeri 3 suýt tiễn mình về với các bụng rồi. Vậy mà mình vẫn dãy được để lật kèo rát vàng Ahri đấy. Sợ, nghe là muốn vào game ngay để biết rồi đúng không? Mình vote đầm cua nhưng mà ông nào đó vote Demacia Erenmau đã được chọn. Ok, nhạc nào mình cũng nhảy. Và đồng hành cùng chúng ta trong chuỗi 5 tiền 3 sao này không ai khác ngoài Aurelion Son. Để xem là ba đồ khởi đầu sau ba rau quái là gì: một nước mắt và một váy. Ba lõi công nghệ vàng xuất hiện trong lượt chọn lõi đầu tiên. Mình roll hai cái còn lại không phải của Son đi thì cũng nhận lại hai cái không quá ngon, nên là thôi kiên nhẫn học tập để pro về sau. Lenin bảo là học nữa học mãi mà, đúng không các bạn? Đúng này. Mở luôn ba gói đồ khởi nghiệp game cho thì mình có blue cho Samira, gói này thêm cái cung và gói cuối cùng thì lấy cái găng. Chưa ghép được thêm món hoàn chỉnh nào nữa. Không tích đủ 20 tiền ở 2.1 nhưng mà mình cũng không bán tất đi mà để level 3 đép nhẹ bớt chết. Nhưng mà đấy là mình nghĩ thế thôi, chứ gặp bố chết Warwick cầm hai đồ tanh thì mình thua đủ bố luôn. Dù sao thì Samira vẫn là một con bài đép khá là ok nha các bạn. Tin này chuẩn. Chỉ năng comment một câu anh không thích một chút nào nhá. Không tin thì các bạn cứ nhìn đây này. Hừ, không bên kia cũng kinh đấy nhưng mà mình vẫn đép được hai chết và đã tích được 20 tiền ở 2.2. 2.3 thì đôi bạn cùng tiến Samira và Irelia cùng lên hai luôn. Swain cũng xuất hiện cho đủ 3 Noxus vì mình có Cassiopeia đứng chờ từ nãy rồi. Đấy, bảo Samira đép ngon mà. Ông này cũng có một con 2 sao rồi, lại còn hơn hẳn mình cái vô cực. Nhưng mà xét về tanh thì mình có Swain và Ire 2 rồi. Còn bạn thì có cái gì? Hai con tướng tanh này câu kéo rất tốt, giúp cho Cassiopeia khạc từ miếng cuối cùng để mình có chiến thắng xít sao. Giữa 7 sự lựa chọn ở chợ thì mình chọn cái giáp 3 tiền để có đồ tanh cho Swain trước. Con Swain 1 đang khá là lỗi ở đầu trận các bạn ạ, nên là đam sẽ được dồn liên tục nhờ blue trên người Samira. Tầm này thì ưu tiên đồ tanh là quá hợp lý rồi. Đi chợ về thì mình cũng lên 5 luôn nhờ cái lõi 1, thêm vào sân Galio để kích hiệu triệu nhân, tại vì nó là con ngon nhất trong cửa hàng của mình rồi. Vừa khen Swain lỗi xong thì bị cái nhà Jhin cầm hai đồ đam với lõi Covid bắn cho tét đít luôn cái tội sao. Nhà level 4 này xuất hiện để tiếp nối cái chuỗi caro của mình đúng không? Không biết là ông này định chơi cái gì mà cho đồ tanh Viego. Và tổng kết lại cái chuỗi caro này thì mình còn 84 máu và có 42 tiền. Đập đá thì mình được thưởng một ít tiền, một hộp vàng mở ra có sách chọn ấn và một cái gậy. Quá là ngon luôn. Bài khá là ok rồi nên là mình dễ dàng thắng cái nhà này level 5, đam bằng Jhin X và tanh bằng set ở 3.1. Ui, ba cái lõi kim cương. Trang bị Pandora thì chưa dùng được luôn nếu mà đồ rơi ra không đẹp. Không có nhiều đồ nên là trang bị đầy đủ cũng là một cái lõi không ok ở trận này. Roll cả hai phát thì mình có vé trúng thưởng và đặt cả tính mạng. Cái đặt cả tính mạng này sida vãi. Game có một cái lõi khác không cần tích 40 tiền mà vẫn được hồi 2 máu mỗi round và được thêm 2 vàng, đấy là khổng lồ tí hon. Các bạn có thấy là cái lõi này quá là sida giống mình không? Còn vé trúng thưởng thì sẽ ok nếu như mà lõi đầu của mình có khuyến mãi kinh nghiệm. Chốt lại để an toàn thì mình sẽ lấy tải số tri thức để có thể up level 7 ngay lập tức. Bốn tiền đầu tiên xuất hiện sau chọn lõi là lắc vào sân luôn để tối ưu cái crit phép đang dư nãy giờ. Thay lại form một chút và Umbala mở sách ra thì mình lấy ấn hiệu triệu nhân phù hợp nhất với đội hình hiện tại. Lắc 4 phù thủy ở hiện tại là quá đủ để giúp mình thắng cái nhà hư không cặp đôi này. Ông này có cái bài ảo ma rồi đấy. 3.3 mình gặp lại kẻ gieo sầu cho mình ở ngay round đầu tiên, chính là Warwick 2 đồ tanh. Nhưng mà giờ lắc của mình có thể chiếu cho đằng ấy không thấy mặt trời luôn. À đây, cái lõi khổng lồ tí hon mà mình nói là ông này đang dùng đấy các bạn. Các bạn đánh giá thử xem là cái lõi đặt cả tính mạng này có nên được làm lại không? Ví dụ như là nếu bạn có tối thiểu 4 vàng, linh thú sẽ hồi lại 2 máu và tướng của bạn sẽ gây thêm 5% sát thương chẳng hạn. Luyên thuyên thế thôi, các bạn đừng quên là mình đang cháy đi nhé. Nhanh thật, mới đây mà lại đi chợ nữa rồi. Gậy là sự lựa chọn của mình. Và với form bài này thì lý tưởng nhất sẽ là hiệu triệu nhân kẹp Ahri 5 tiền nha các bạn. Bãi rác này đã có Samira 3 sao và 3 đồ chuẩn. Tanh của mình thì vẫn quá yếu ớt, toàn 1 sao thôi, nên là phải nằm xuống rất nhanh trước sức sốc sát thương liên tục đến từ Samira. Game không cho mình gáy quá lâu bao giờ, may là thua có 2 chết. Tiến gần hơn với level 8 khi mà mình up được 2 phát và gặp luôn một ông chơi cái bài gì chưa định hình được. Chắc là Zeri Affair gì đấy. Carry là gì thì không biết nhưng mà gặp ngay cái con Taric tanh đến đây thì mình thua nguyên sán chắc luôn. Còn 64 máu các bạn ạ. Rau sói rơi ra ối rồi ôi đồ luôn cơ mà toàn đồ ngon. Thích á. Mình lắp được thêm diệt cho lắc, nó xét cho Swain vì nó vừa lên 2 và kiếm súng cho Kama luôn. Kẻ cai trị đế chế Noxus Swain 2 sao đủ sức chống chịu giúp lắc có thể trưởng và đép tiếp được khá khá. Mình chỉ thua 3 chết ở 4.1 thôi. Lõi bạc rất khiêm tốn ở lựa chọn cuối cùng và chắc chắn là mình sẽ không chọn bài học đắt giá bạc rồi, vì lõi này cùi nhất của Son. Hàng chợ Pandora cũng ngon đấy, nhưng mà giờ chưa lên được 9 nên là cũng chưa dùng được. Mình roll cái chính giữa thì có luôn sự lựa chọn phù hợp nhất là khảm bảo thạch. Thêm cái lõi này nữa thì Ahri cộng với cả 3 đồ mà Lắc đang cầm sẽ đạt được 100% chí mạng. Ông anh này vẫn nhất quyết là chơi cặp đôi hư không carry bằng website với cả chó gác à. Đúng là người thành công thì luôn có lối đi mà đố ai hiểu được. Thôi không bàn quá nhiều về bài của ông này nữa mà chú ý máu của mình đi. Quanh đi quẩn lại còn có 41 máu ạ. Ít gần nhất lốc đi rồi. Thấy mình khóc cái Ahri xuất hiện luôn để dỗ dành. Tuyệt vời, vào ngay thay Lắc. Đây, test thử đam luôn với cái nhà Afen này. Ôi rồi ôi, nổ một phát quá trời đam luôn nhưng mà vẫn thua. 31 máu là con số còn lại trước khi đi chợ các bạn ạ. Lúc này thì mình khóc to lắm để mong là có Ahri ở chợ nhưng mà game say. Đai đi, mang về để lắp đồ tanh chứ đam thì có rồi. Lên 9 với chỉ 20 tiền hơi nghèo vì lõi cuối cùng này là lõi bạc nên là tốc độ lên 9 bị giảm đi một chút, nhưng mà không sao, 20 tiền đủ để mình roll sương sương 6 hiệu triệu nhân để đép. Hy vọng là thắng 1 trong 2 round trước chim là ổn. Thông đạo Swain luôn cho chắc cú là Ahri sẽ được ra skill mà không bị tràn vào như lúc nãy. Nhà này cũng hiệu triệu nhân, mặc dù họ cũng chỉ full 2 sao thôi nhưng mà tanh của họ pro vip quá nên là mình đục mãi đứt thủng. Ahri phải đến lần tung skill thứ 2 mới clear được bớt chết bên đấy. Mình thua còn ngốc nghé 18 máu. Ahri thấy mình hấp hối nên là vội ra thêm con nữa ở cửa hàng. Mình roll và bán đi mấy con 5 tiền trên kệ để tập trung vào Ahri. Thì lượt roll thứ 5 mình có luôn Ahri 2. Tôi ổn rồi, còn bạn có ổn không brother? Nhà này đam theo thời gian là quần đảo bóng đêm mà chưa có Calista 3. Gwen thì cũng chỉ được chia một đồ nên là không có khả năng làm khó mình. Dù nãy mình phải thở oxy nhưng mà giờ thì mình thở ngon rồi các bạn nhé. Bán luôn Hammer trên kệ đi để mua thêm Ahri. Hy vọng là nó sẽ lên 3 sao cho mình đổi đời. Tại mình check thì không thấy có nhà nào cầm con hồ ly này cả. Ahri thứ 5 có mặt ngay rau quái. Tiến độ này ổn đấy nhỉ. Chim trả cho mình rất là nhiều đồ. Đó là một cái gậy và hết. Chắc là tại nãy sói được nhiều đồ quá nên là round chim này nó tém tém lại các bạn ạ. Đổi lại form một chút, bỏ đi 2 phù thủy và thêm vào 2 đấu sĩ. Thấy các nhà hàng xóm đã update khá khá rồi nên là mình phải dứt ruột dứt gan bán đi 2 Ahri hàng chờ, tạm gác lại giấc mơ này để có được vé vào top đã. Thế nhưng mà roll không có con nào lên 2 cả, cay chưa? Lêu cay. 5.1 mình đối đầu với một đội hình meta Zeri Ferozot. Tanh của họ rất cứng với Sen 2 có đồ và Lợn 2 hẳn 3 đồ luôn. Điểm yếu của mình là còn quá nhiều 1 sao và Ahri của mình thì không có hồi phục nên là rất dễ bị Zeri bắn lan và hạ gục. Như combat này là một ví dụ. 10 điểm cho pha ultimate của Rai khi mà tạo siêu cho Ahri giúp cho con hồ ly này thoát chết. Đi hóng hớt tí thấy có ông đã bẩy Zeri rồi, nhìn toát mồ hôi thật chứ. Một nhà đã phải dừng lại ở top 8. Để không phải giống họ thì mình roll bằng những đồng cuối cùng và bắt được Sen 2. Giờ thì yên tâm hơn rồi đấy. Zeri 2 thì may ra còn đụng được vào Ahri của mình. Chứ Zeri 1 như này thì no dam. Mình thuận lợi thắng các nhà Zeri Zaun này nguyên sàn mà tiễn ông này về với top 6. Tại vì lobby có nhà còn thua sâu hơn cả ông này cơ. Kinh thật, nhà nào cũng dắt vàng rồi. Calista 3 xong lại Darius 3 nữa. Nhưng mà may là round này mình chỉ cầm bóng của nhà thiện xạ thôi. Tốc đánh của Afe rất nhiều nhưng mà chỉ dừng lại ở đánh nhanh thôi chứ đam thì không to. Nó bắn vào Sen của mình rất lâu mới hạ gục được. Trong lúc đấy thì team của mình đã dọn sạch bàn cờ với sức mạnh của Ahri rồi. Rai cầm ơn Ionia ở chợ nên là mình túng ngay để về lên 2 sao cái đã. Roll tiếp và giờ là lúc mình bắt lại được Ahri rồi này. Soraka cũng lên 2, trông vậy chứ nó cũng là một phần không thể thiếu của team ấy. Lisandra thay vào chỗ của Cass để kích thêm băng. Ông anh Zeri sắp 3 lại gặp mình ở 5.5. Lần này thì mình đã update được thêm cho team, cộng với việc là Sion hất đúng vào chỗ hiểm của đối thủ nơi carry đang đứng. Sen bên đấy thì nằm xuống quá nhanh và Seju thì bị treo giò bên phía còn lại. Sen team mình càn lên tạo khoảng trống cho Ahri, dùng skill trúng Zeri và hạ gục luôn con bắn tỉa này. Thêm một chiến thắng giòn giã nữa. Vậy là top 4 đã có chủ khi có thêm một nhà nữa nằm xuống. Mình gan lý bám trụ ở cái lobby này. Roll tiếp thì đây rồi, các con tướng còn lại cũng lên được 2 sao trừ Sion. 5.6 là cơ hội đối đầu với Noxus giáp vàng của mình. Năng lượng hồi liên tục nên là các vị tướng của mình được tung skill non-stop. Rai tạo giáp cho đồng đội. Mặc dù bị Darius bổ rất đau nhưng mà đại tướng Noxus không thể bổ qua được con Sen này. Lúc hắn bổ chết Sen cũng là lúc hắn phải nằm xuống cùng đồng đội. Vì chỉ với một lần ra skill thôi là những con sóng của Ahri đã bao phủ toàn bộ và clear sách bàn rồi. Điều không lành ở đây là nhà Zeri đã lên được 3 sao rồi. Rồng ngang tuổi cho mình thêm một băng giáp cho Seju vì con lợn này vừa mới lên 2. Ahri rất cống hiến để mình hạ gục con Zeri kia nên là chỉ với 20 tiền thôi mình cũng bắt được Ahri thứ 6 rồi. Quyết định là bán luôn cả Sion đi không cần lên 2 vì mục tiêu chính của mình bây giờ là giáp vàng hồ ly 9 đuôi. Nhà thiện xạ này không phải là đối thủ của mình vì gần như là chưa cần dùng tới đợt sóng thứ 2 thì Ahri đã dọn sạch bán tim mình rồi. Với 18 máu thì mình sẽ cố gắng xếp bài để cho Ahri có thể clear được nhiều nhất và giữ lại mạng sống này cho mình để lật kéo phút chót. Mình xếp Ahri về phía của Sen vì Sen sẽ dễ chết hơn con Sejuba đồ kia. Mình đã làm được khi mà Ahri tung skill liên tục và dọn dẹp sạch bàn, chỉ thua có 3 chết còn 3 máu chưa, không cút luôn. Quá may mắn nhà Noxus chưa chết để gặp mình ở round này, chứ nếu mà ông này đi rồi thì round này mình có thể là gặp lại Zeri mất. Nên là đây có thể coi là một cú lượn ngược dòng ngoạn mục. Thoát tim luôn, ông này cũng update được Aatrox 2 rồi. Thời gian mà Aatrox hồi sinh câu kéo tạo khoảng trống cho đại tướng bổ liên tục vào đầu tim mình là rất nhiều. May là có cái thông đạo câu kéo được thêm thời gian. Darius phải bổ thêm một cái, và sau khi mà nó bị hút năng lượng bởi Ahri và thêm một lần hút nữa là đủ để nằm xuống. Aatrox tiếp tục được hồi sinh nhưng mà không có đồ, không đủ để hạ gục Ahri của mình trong overtime. Đi chợ nhặt Cassiopeia với mục đích là thêm tiền để roll. Mình sử dụng nút E lên tất cả các tướng trên sàn trừ Ahri. Và với 93 tiền thì mình chỉ cần roll xuống 44 tiền là đã tìm được Ahri thứ 9. Mãn nhãn với pha lượt kèo này, ông Zeri kia thì gặp bóng nhà Noxus. Đây là đâu biết được là kiếp nạn thứ 82 đang chờ ở đấy. Vâng thưa các bạn, điều đáng sợ hơn một con 4 tiền 3 sao chính là một con 5 tiền 3 sao. Ông kia cũng muốn xem sức mạnh của Ahri nên là bảo mình bán thử hết đi để mỗi Ahri xem có cân được hết không. Và con hứa là sẽ không kẹp thêm Cassiopeia. Nhưng mà đứng top 1 những thứ không nên tin chính là lời nói đàn ông. Ông này gian lắm, kho gen đồ từ dòng ngàn tuổi kìa. Ông ấy định lấy lốc xong rồi kẹp Cassiopeia để đá mình đấy. Thông minh lắm. Vậy là Ahri với cái bùa xanh trên người đã được thể hiện sức mạnh tối thượng của mình. Vừa vào sân thì những cơn sóng xô ập tới, dọn sạch bàn cờ để top 1 dành cho người xứng đáng. Nếu mà bạn cũng thấy trận này hay như mình thì nhớ là like video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem series 5 tiền 3 sao chill chill của Lắng. Chúc các bạn không có người yêu mà vẫn chơi game vui vẻ. Bye bye.